nằm trong khung chậu bé, phía trước là xương mu, phía sau là cái tạng, sinh dục và trực tràng, phía dưới là hoành chậu. Tùy vào trạng thái lúc của bàng quang có chứa nước tiểu hay không thì giải phẫu của bàng quang sẽ có chút thay đổi. Là khi mà bàng quang chứa đầy nước tiểu thì giới hạn trên của nó sẽ có thể lên trên xương mu một chút. Lúc này bàng quang nó sẽ liên quan tới các tạng ở thành bụng trước. Khi mà bàng quang rỗng thì giới hạn của nó sẽ nằm hoàn toàn phía sau xương mu. Bàng quang có dung tích từ 250 đến 300 ml, tối đa có thể lên đến vài lít. Thành bàng quang thì có cấu tạo gồm 3 lớp, tức là tổ chức liên kết ở lớp ngoài cùng, các lớp cơ trơn và lớp niêm mạc ở phía trong. Bàng quang bị chia làm hai phần, phần cố định và phần di động. Về động mạch tĩnh mạch, bạch bạch huyết và thần kinh chi phối thì về động mạch thì bàng quang được cung cấp máu từ động mạch bàng quang trên, được tách ra từ động mạch hạ vị. Động mạch bàng quang dưới là tách ra từ động mạch sinh dục bàng quang, thì cả hai nhánh là nén của động mạch chậu trong. Động mạch bàng quang trước là một nhánh của động mạch hiểm trong, ngoài ra thì còn có cái nhánh phụ được tách ra từ động mạch trực tràng dừa cùng với động mạch. Ngoài ra thì còn có hai nhánh tĩnh mạch lớn chạy song song ở hai bên đi đổ vào tĩnh mạch chậu trong. Thì nguồn mạch huyết thì sẽ đổ vào các mạch bạch huyết dọc theo động mạch chậu trong. Thần kinh chi phối thì là thuộc đám rối hạ vị dưới, các sợi thần kinh được tách ra từ dây S2, S3 chi phối vận động cho cơ và cảm giác của bàng quang. Về phương tiện giải phẫu bệnh thì chấn thương bàng quang là tình trạng tổn thương thành bàng quang do lực tác động trực tiếp hoặc là gián tiếp làm mất liên tục một phần hoặc là toàn bộ thành bàng quang. Tùy vào mức độ tổn thương thì sẽ có biểu hiện lâm sàng khác nhau, được chia thành các dạng như là: thứ nhất là dập bàng quang, là tổn thương một phần độ dày của thành bàng quang dẫn đến thương tích cục bộ là tụ máu. Thứ hai là vỡ hoặc là thủng toàn bộ thành bàng quang, thì được chia làm hai nhóm, đó là thủng hoặc là vỡ bàng quang ngoài phúc mạc, thì máu và nước tiểu nó sẽ thoát qua vùng hố chậu ở dưới phúc mạc. Dạng thứ hai là thủng vỡ bàng quang vào trong phúc mạc thì máu và nước tiểu nó sẽ tràn vào ổ bụng, vẫn có thể dẫn đến tình trạng viêm phúc mạc. Cái phần đỉnh của bàng quang là phần yếu nhất, mà khi 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 mà bàng quang nó chứa đầy nước tiểu, bàng quang nó phình to ra thì các sợi cơ trơn của nó sẽ tách rộng, làm cái vùng này nó sẽ tương đối mỏng, cho nên lực tác động trực tiếp vào thì thường sẽ bị vỡ vào trong phúc mạc. Ngoài ra thì có thể là có cái dạng phối hợp giữa hai loại này là thể hỗn hợp. Các tổn thương kèm theo khác thì có thể là tụ máu ở dưới phúc mạc, đứt niệu đạo sao và là tổn thương rách âm đạo, các tạng khác trong ổ bụng, chấn thương ngực. Về nguyên nhân đó thì sẽ chia làm các nhóm nguyên nhân chính, đó là do chấn thương trực tiếp vào vùng bụng, vùng bụng dưới rốn khi mà bàng quang đã căng đầy nước tiểu. Thì trường hợp này thường gặp trong khi mà bệnh nhân có tình trạng uống nhiều rượu bia, bệnh nhân chưa đi tiểu. Khi mà có một chấn thương, ví dụ như tai nạn giao thông hoặc là một chấn thương do va chạm gì đó mà đập vào cái phần bụng dưới rốn thì nó sẽ dễ gây chấn thương bàng quang. Hoặc là có thể là do bệnh nhân ngã từ trên cao đập vùng dưới rốn vào vật cứng. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là chấn thương gián tiếp, thì đa số là do chấn thương gập vỡ xương chậu, có thể là do tai nạn giao thông hoặc tai nạn sinh hoạt, té ngã gì đó, phước xương chậu nó bị vỡ và các mảnh xương chậu nó đâm thủng vào bàng quang. Cái nhóm nguyên nhân khác có thể là can thiệp do can thiệp đường tiểu dưới, các can thiệp của sản phụ khoa hoặc là phẫu thuật tạo hình. Cái nhóm nguyên nhân do thủ thuật y khoa thì về phương diện sản phụ khoa thì chiếm nhiều nhất là 4,19-4,59% là do các phẫu thuật cắt tử cung, cắt tử cung toàn phần trong cái trường hợp mà ác tính. Các phẫu thuật khác như về phần tiết niệu là từ 3,5 cho đến 58% là do các phẫu thuật cắt u bàng quang, quang đường niệu đạo. Về dịch tễ học thì tai nạn giao thông là nguyên nhân phổ biến nhất gây chấn thương bàng quang, tiếp đó là các tai nạn khác. Hầu hết các trường hợp chấn thương bàng quang thì sẽ có gãy xương chậu kèm theo và các chấn thương khác trong ổ bụng. Gãy xương chậu thì có liên quan đến khoảng 3% các trường hợp, và trong đó thì có thể lên đến là 26,5% các trường hợp là có liên quan đến chấn thương cùng chậu nặng. Tổn thương bàng quang có liên quan đến tổn thương niệu đạo trong 5 đến 20% trường hợp. Tỷ lệ chấn thương ngoài phúc mạc và dao động từ 22,4 cho đến 61%. Chấn thương bàng quang trong phúc mạc thì dao động từ 38,9 cho đến là 65,8%. Các cái tổn thương ngoài phúc mạc thì hầu như là kết hợp là do gãy xương chậu, do biến dạng của vòng chậu.
nguy cơ tổn thương bàng quang cao trong gãy xương chậu với sự di lệch lớn hơn 1 cm, hoặc là gãy xương mu, đôi khi thì bàng quang bị thủng cho một vật sắc nhọn. Tổn thương trong phúc mạc là do sự gia tăng đột ngột áp lực trong bàng quang đang trong lúc mà bàng quang đang căng phồng, thứ phát ra một tác động trực tiếp vào khung chậu hoặc là vùng bụng dưới, thường là ở vùng vòm bàng quang là điểm yếu nhất. Về chẩn đoán thì về mặt lâm sàng, có triệu chứng cơ năng và thực thể thì triệu chứng cơ năng thường là không đặc hiệu, bệnh nhân có thể đau, căng tức vùng bụng hạ vị, cảm giác mắc tiểu, không đi tiểu được. Về thực thể thì tình trạng toàn thân bệnh nhân có thể sốc chấn thương khi mà chấn thương vỡ bàng quang mà đi kèm với một bệnh lý đa chấn thương khác. Có khám lâm sàng có thể có vết bầm tím ở vùng hạ vị, ấn đau vùng hạ vị, dấu phản ứng thành bụng, gõ đục vùng thấp, có thể là có máu từ lỗ niệu đạo. Thì khi mà mình đặt thông tiểu hay nếu mà thông tiểu qua lỗ rách bàng quang và phúc mạc thì nước tiểu hay lẫn nhiều máu cục, nên mà trong trường hợp mà đặt thông tiểu mà khó khăn thì có thể là có thể có chấn thương niệu đạo đi kèm. Các triệu chứng đặc hiệu cho vỡ bàng quang trong phúc mạc thì có thể là có tiếng kêu đô la, gõ đục vùng thấp, đặt thông tiểu thấy nước tiểu lẫn máu, phản ứng phúc mạc nếu mà tình trạng nhiễm trùng, có tình trạng viêm phúc mạc, đau lan khắp bụng. Trong trường hợp mà vỡ bàng quang dưới phúc mạc thì có thường là do cái dấu hiệu của gãy khung chậu, đau vùng bụng hạ vị nhưng mà không lan lên hạ thượng vị, vùng hạ vị thì sưng nề bầm tím, có thể lan xuống dưới bìu. Đặc biệt thì trong vết thương vùng bụng mà bệnh nhân có tiểu máu thì cần phải khảo sát các cái chấn thương thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo. Về cận lâm sàng thì có thể tiếp cận bằng siêu âm, có thể thấy dịch trong ổ bụng, lòng bàng quang có thể có ít dịch, khảo sát các tổn thương đi kèm khác. Tuy nhiên thì cần phải phối hợp thêm. Về X quang bơm thuốc cảm quang thì thường người ta sẽ chụp 3 phim là trước khi bơm thuốc, sau khi bơm thuốc cảm quang và sau khi tháo hết thuốc cảm quang. Hình ảnh của X quang của bơm thuốc cảm quang thì nếu mà vỡ bàng quang dưới phúc mạc thì sẽ có tạo hình ảnh là bàng quang hình giọt nước, là do thuốc cảm quang động ở hai cái hốc chậu, cái khối máu tụ hoặc là dịch trong khoang chậu nó sẽ đẩy bàng quang lên cao. Còn khi mà trong trường hợp vỡ bàng quang trong phúc mạc thì sẽ có hình ảnh là bàng quang có hình ngọn lửa, là do thuốc cảm quang nó đi vào trong phúc mạc, nó len giữa các cái quai ruột. CT có bơm thuốc cảm quang và bàng quang thì CT có bơm thuốc và không bơm thuốc thì có độ nhạy và đặc hiệu là tương đồng nhau trong chẩn đoán. Độ nhạy là từ 90 đến 95%, đặc hiệu là 100%. Tuy nhiên thì CT có bơm thuốc cảm quang nó có lợi thế hơn để mà xác định các cái tổn thương đi kèm. Đây là hình ảnh phân độ tổn chấn thương bàng quang. Thì độ 1 là tình trạng dập, có tụ máu trong thành bàng quang hoặc là tổn thương một phần độ dày của thành bàng quang thôi. Độ 2 là vỡ bàng quang ngoài phúc mạc. Cái lỗ thủng này nó dưới từ 2 cm trở lại. Độ 3 là vỡ bàng quang ngoài phúc mạc lớn hơn 2 cm, hoặc là vỡ bàng quang trong phúc mạc mà cái lỗ thủng là dưới từ 2 cm trở lại. Độ 4 là vỡ bàng quang trong phúc mạc lớn hơn 2 cm. Độ 5 là vỡ bàng quang ngoài phúc mạc hoặc là trong phúc mạc mà cái đường rách, cái vết rách này có thể kéo dài đến cổ bàng quang hoặc là hai miệng niệu quản. Về điều trị thì đầu tiên là trên một bệnh cảnh mà bệnh nhân chấn thương bàng quang có tình trạng mà đa chấn thương thì mình phải ổn định cái tổng trạng của bệnh nhân trước. Điều trị thực thụ của tổ chấn thương bàng quang sẽ bao gồm là điều trị bảo tồn, phẫu thuật và phẫu thuật nội soi. Về điều trị bảo tồn thì chỉ định là trong trường hợp đụng dập bàng quang vỡ qua thủng một phần bàng quang đơn thuần, quý đạo ổn định thì sẽ bao gồm theo dõi dẫn lưu nước tiểu qua sông niệu đạo liên tục và kháng sinh. Điều trị bảo tồn thì được lựa chọn trong các chấn thương bàng quang cả trong và ngoài phúc mạc đơn giản, với điều kiện là không có viêm phúc mạc. Trong trường hợp mà điều trị bảo tồn, việc đặt một cái dẫn lưu ở trong phúc mạc thì được ủng hộ, đặc biệt là trong những trường hợp mà có cái vết rách của bàng quang nó lớn. Về phẫu thuật thì các trường hợp phẫu thuật thì mình phải xác định được cái thái độ xử trí đối với bệnh nhân, đó là thứ nhất là hồi sức là một cấp cứu khi mà cái trường hợp mà vỡ bàng quang gây chảy máu nặng, có thể là kèm rách âm đạo hay gì đó, vỡ bàng quang trong phúc mạc là chấn thương bụng mà có kèm gặp vỡ bàng quang. Thì về phương pháp mổ là sẽ thắt động mạch chậu hai bên, khâu cái đường vỡ bàng quang trong và ngoài phúc mạc, dẫn lưu bàng quang và xử trí các tổn thương khác phối hợp.
cái vỡ bàng quang ngoài phúc mạc thì hầu hết các tổn thương ngoài phúc mạc có thể điều trị bảo tồn. Tuy nhiên là trong một số trường hợp thì mảnh vỡ nó có thể mảnh vỡ của xương nó trong thành phúc mạc hoặc là tổn thương đi kèm, thì nên khâu bàng quang để tránh tình trạng nhiễm trùng, tránh các biến chứng sau và rút ngắn cái thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Cái trường hợp mà vỡ bàng quang trong phúc mạc thì nên phẫu thuật khâu lại bàng quang, vì cái khi mà nước tiểu nó vào cái khoang phúc mạc thì nó dễ gây tình trạng viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và tăng nguy cơ tử vong. Trong trường hợp này thì cũng nên khảo sát các tổn thương khác đi kèm và lời khuyên là nên đặt dẫn lưu phúc mạc nếu mà thấy có nước tiểu. Đây là hình ảnh khâu bàng quang. Cần chụp X quang kiểm tra lần đầu tiên sau 10 đến 14 ngày. Nếu mà không có tình trạng xì gò sau phẫu thuật thì có thể rút ống thông. Nếu mà còn trường hợp xì rò liên tục thì nên nội soi để loại trừ, để đánh giá cái tổn thương lại, có thể khâu lại lỗ rò. X quang lần hai thì chụp sau đó 1 tuần. Về phương pháp mổ nội soi thì chỉ định trong trường hợp là mở bàng quang đơn thuần, cần phải thăm dò để chẩn đoán xác định cũng như là đánh giá các tổn thương khác, đôi khi có thể khâu cái lỗ thủng qua nội soi. Được 6 câu hỏi này, kiến thức của các bạn hoàn chỉnh đáng kể. Sau đó các bạn, thầy sẽ chỉnh sửa cái bài này lại và thầy chuyển nó qua PDF.